Tôi chỉ buồn đó là mấy người đàn ông Việt Nam mà chồng hay là anh hay là trong gia đình của những đệ tử đứa con gái mà họ thiên đó, họ mấy người đàn ông đó, mấy anh đó không có hiểu Việt Ngô này là ai, rồi cứ nhìn cái là phán, rồi cứ la gầy em mình này nọ, giống như cái chị nãy rồi bả rồi nó bị ba bốn người chửi bả, chứ mỗi lần bả tới đây bả về nhà bị chửi mới là mất tiêu rồi, thấy cũng tội nghiệp. Đó là do cái tập tục của mình không có không biết á, thì phải theo dõi cho kỹ để coi em mình hay là vợ mình có làm cái gì sai không, hay là đi đến đó để học về làm người vợ tốt hay làm người em tốt trong gia đình, thì nó là có kết quả là mình có lợi. Mấy người đó phải trả lương cho kiệt đó, phải lên đấy mua nước cho mình, tuy là nó không thích còn nghe nhưng mà nó phải cảm ơn. 10 đứa đệ tử theo kiệt là đa số là cha mẹ nói là con phải độ chồng nó luôn, chồng nó lì quá. Khi mà độ rồi, hiểu rồi thì là phát kẹt, hai chồng được về khỏi trời. Trên trời cũng dẫn về chồng nha. Nếu mà mình cứ ước nguyện như thế này, mình về cõi trời thứ tư, tầng thứ tư, năm, sáu, mình vẫn gặp nhau trên đó đó. Gặp cái người phối ngẫu mình á, có đó. Trừ khi hai người, một người biết tu, người không biết tu, thì hai người đi ngược đường. Ông trừ khi con Khánh không gặp, giống như là nghe là mới nghe ở bên Florida đó. Cái ông gì ta, ông nói tên gì vậy? Ông Quân, ông theo chùa 3 năm mà ông không có chuyện tin, ông có tin vậy. Rồi cái ngày nào anh nghe khổ quá, đệ tử khổ quá, Khánh cái hỏi về sao chứ phụ, thì con xin ba cái nhang, con cắt ba cái nhang giống như ba cái dao cắt bụp bụp vậy đó. Là xin trên và trên cắt duyên liền. Cắt duyên làm chi? Cắt duyên là làm cho mình không có đau khổ, vui vẻ. Chứ còn nếu mà mình cái gì mình cũng sợ hết, tôi cắt thì tôi sợ cái này, sợ kia, ai nuôi con tôi, rồi ai cưới tôi còn trẻ, không có lo chuyện đó. Ở trên tính hết. Ở trên sẽ làm khi mà người nào mà không độ được tam bất quá tam mà, cho nên khi mà đại tử mới nghe mà cắt duyên cái trời nó mừng, cho nên giờ bay qua bay về hoài tự do tự tại, giống như kiểu đâu rồi xung quanh là mới đây đâu thì cũng dạng vậy đó. Cắt đường cái ngọt ngay. Hồi xưa ông chồng còn ông đen thui à. Có nhiều người đến lúc cái gì nó hết là kéo không có nổi nha. Nhưng mà trước khi cái đó hãy mới đây tự ruột thôi, cho thù biết để thù hỏi về trên còn hay không. Nếu còn thì mình có cách mình chữa, còn hết thì mình phải có cách. Đây thì mấy đứa ruột thù biết còn hay là hết thù biết. Hay là tiến tới, hay là cho số ve, hay cho số lùi. Cái con đâu có gì đâu. Nó đi mấy năm rồi chứ bộ. Nó bỏ về nuôi hai đứa luôn. Nó băng, đi. Còn mấy đứa nhí nhí kìa, ở con là quá đắt, tối đi nhí. Giờ đi theo Phật là chắc ăn cỡ tuổi này. Thù đang nói mấy đứa nhỏ nhỏ kìa, giống dạng nhân văn này, mấy đứa nhí nhí vậy nè. Thù mới lo, tại nó còn tương lai sáng rực. Đó, thì theo Phật là lên tước cây trên núi là đúng rồi. Đó. Hả? Con còn dám nhỏ chị Văn đó nữa nè. Chứ hồi nhỏ thế con có mấy hả? Bao nhiêu? Con mới có 44, 45 nhà. 45, con này có ba mấy nhiêu? 45
thôi nó mới đi nhỏ thôi, nó còn tái giá rồi được ở to không thống thôi. Nghĩa là để đi mần cỏ luôn á, vậy còn hơn, nghĩ mới vui. Thường cái đàn ông á, họ lúc nào họ cũng để ý từ chút. Thì phụ nữ muốn chồng thương mình á, là phải giống như quan tâm tới anh chồng, phải để ý. Nó thích mặn, thích ngọt thì mình nấu đúng như vậy. Mình không để ý là nó biết mình không có tình thương với nó. Nó ngủ giờ nào hay gì lúc mình nó không thích mình nói nhảm nhảm, tại vì phụ nữ hay làm nhảm để mà kiếm đổ rác, cứ nghĩ chồng mình chỗ đổ rác, nhưng mà nó là cái thùng rác nó bị đầy rồi, con đổ vô là chỉ có nẹt lửa thôi. Cho nên phải biết canh phải không, lúc nào phải không. Đắt ra than sư phụ nè, hả? Đắt ra con nói sư phụ bữa nay nói chuyện hay quá chồng con. Sư phụ kìa, nó chung chung hết mà nói trên mạng mà. Thì mấy đứa phải để ý, bữa là tuần này nấu món chua thì đừng có nấu món chua tuần sau nấu món lạ, tức là mình thay đổi món, chứ mình đừng có nghĩ chồng mình như con heo mà nấu món một hoài thì nó ghét á. Thật mà sư phụ thì không có cái đó, nhưng mà hiểu tâm lý sư phụ chỉ nói về general thôi. Thì lâu lâu á, ví dụ mình để trên cái candle của mình birthday của nó hay là birthday của em, của má, cái lửa người nào mà chồng mình thương nhất, đúng không? Ví dụ má nó đi, cái để birthday má nó trên candle, tại con đâu có nhớ được ngày sanh năm sanh. Ok, vừa ngày birthday cái ngày mai con đi mua cái hộp bánh mà thích bả, ví dụ trà One Oak Tree hay là Four Oak Tree gì đó, mua cho bả một hộp đó, mà đừng cho chồng biết, cứ bình thường im về nhà bình thường, bảo đảm bà già sẽ nói cho nó nghe đúng không, thì nó sẽ thương con nữa. Tức là mình làm đúng cái bổn phận người dâu và đồng thời mình làm đúng cái công thức, mình làm gì cho gia đình của bên chồng mình đừng có nói cho chồng biết để tự nó phát hiện. Dễ ợt không có tốt nhiều tiền. Ví dụ như lâu lâu á, thường thường cái đứa em dâu mình á là cái đứa quậy, nó con gái nó mất anh á, rồi cộng lại nó phụ nữ nữa, thì nó thấy mình đẹp hơn hay giàu hơn hay là cái gì á, hoặc mình nghèo hơn thì nó cũng khi dễ, giàu cũng bị em dâu chê, nghèo cũng bị em dâu chửi, đúng không? Thì mình phải nịnh cái đứa này, tức là mình nịnh cái đứa em dâu nhiều hơn nịnh chồng nữa, nhiều hơn nịnh má chồng nữa. Trời ơi, làm dâu đâu phải dễ đâu. Rồi phải canh nó, phải chở đi shopping, hay bữa nay chị chở đi shopping chị bao, dụng chữ bao, nhưng mà lựa cái thẻ nào phải tiền trăm đồng trở xuống là chị có nhiều maximum quê được thôi. Không, mình dùng mình nói thì quay, nhưng mà thật sự nó không có dám mua nhiều. Chị không có tiền, còn có trăm trở xuống. Đó là bà ra nó chơi bóp LV 4.000 mấy chắc chết. Những cái trong gia đình nó rất là dễ sửa, mà tự nó con không có hiểu. Với lại mình không có tu tập á, khi chưa có là họ thiên, không có giới lực, không có biết tu tập, không ai chỉ, thì ai cũng lấy từ án nhiều lúc á. Cái lúc mà mình cả hai đều có lỗi đa số nha, giống cái bài hắc hiu đời tôi á, đứa nào biết bạn đó không, hắc hiu đời tôi. Thì mình á, phụ nữ á, là phải nhịn nhục trước, phải lúc nào á, cũng phải một cái step bước sau, phải xin lỗi trước. Nếu mà ngại mà không xin lỗi thì cũng tạo ra hành động. Hành động có nghĩa là mình ít nhiều á, đỡ nhất á, mình hai đứa mà đánh đồ lộn gầm, đánh lộn buổi sáng, đánh lộn bằng miệng nha, đừng đánh bằng tay, nghĩ dù nói vậy. Có gây cỡ nào thì cái đồ cơm và đồ ăn cũng để sẵn, còn nó ăn không ăn chuyện của nó. Cái là bổn phận mình cũng làm đúng, nó cũng phải nể mình á.
cứ làm thử đi. Chỉ có một cái là thứ nhất, còn đàn ông á đừng bao giờ ngu mà tổ chức barbecue tối ngày ở nhà, hay mời bạn bè về nhà nhậu, hay là tiệc tùng mỗi tuần karaoke ở nhà. Cái thằng bạn mình á, thằng đi cua ông vợ mình á, cẩn thận, mấy đàn ông đừng ngu kiểu đó. Còn nó mà không cua thì vợ mình cũng đi cua thằng bạn mình á, muốn kè tới đây kè, muốn ăn á thì hai chồng hẹn nhau ngoài nhà hàng ăn đàng hoàng. Ở trên xã hội này, cái tâm lý con người á chập chờn nhiều màu nhiều sắc lắm. Cái lương tâm của mình á lúc nào cũng là một cái đại tập đoàn lịch sử, cỡ nào nó cũng cãi. Chỉ nhìn thấy thằng bạn chồng mình được có hai phần tốt, còn mấy cái phần xấu nó đâu có lộ ra. Cũng giống như lúc mình đi cặp bồ với thằng chồng mình hay cặp bồ với vợ, thì mình thấy cái gì nó cũng tốt, khi mà về nó lòi ra một đống đinh đóng dứt ê chề, đúng không? Nhưng mà con người không bao giờ học một bài học. Họ chỉ có những người cứ hết người này qua người khác, nhưng mà người nào cũng như người nấy. Cái quan trọng là mình phải giữ cái giới luật, rồi tự động fix với nhau, tự động phải work với nhau. Ở đây anh biết bao nhiêu người conflict, người ta cuối cùng rồi cũng dùng cái trí thức. Nếu mà người không có đạo, dùng trí thức cũng có thể dàn xếp chuyện lẫn nhau. Còn người vừa có trí thức mà vừa có đạo nữa, bảo đảm cuộc sống sẽ có hạnh phúc ở cái cõi ta bà khổ khổ này, hạ thiên đàng hạ giới. Cả hai biết tu, cả hai đều là trí thức, sẽ không có một tiếng gây lộn, và sẽ không có một cái chuyện gọi là giận hờn nhau. Nó không có khó, chẳng qua là một người ở cõi trời xuống và một người ở cõi địa ngục lên. Một người thì thích cái tâm hung dữ, thích đi những cái chỗ wild, dancing, nhảy đầm. Còn một người thì thích đi một cái nơi yên tĩnh. Thì dĩ nhiên hai người là khác rồi. Nhưng cái người ở địa ngục lên họ cũng muốn thành Phật, họ được cái phước để mang thân người. Một người cõi trời xuống bị đọa xuống. Cho nên những cái duyên nợ mà một bên thì có cái trí tuệ cao siêu nhiều khi người vợ không người chồng nữa. Lỡ mà làm chồng làm vợ với nhau, cả hai cũng có thể cùng một đời đi về trời được. Nếu mà một bên chịu nhẫn nhục, thường cái người mà đa số cần cất sân nha, tụi nó ngang như cua, nhưng mà cũng đa số của nó cũng có nghĩa khí. Còn ngược lại, những người kỹ sư hay những người làm trong công chức á, họ tuy có ăn học nhưng mà đa số là học càng cao thì là càng kiến cận á, thì là giới luật nhiều, cái gì cũng gắt gao khó khăn tính toán. Vợ mà xài nhiều tiền các lò hỏi thì vợ bực rồi, không có rộng rãi bằng mấy thằng lè nhè. Cho nên một người này được cái này mất cái kia, nhưng những người mà có trí thức học giỏi họ lại biết đạo nữa, và họ có cái lòng nghĩa khí nữa, thì đứa người phụ nữ đó có đại phước đó. Biết karaoke nữa là thôi đã luôn, ăn cơm no còn cầm cái hai cái mình nghe. Chung lại là bi trí dũng, thì tùy theo cái mức độ bi trí dũng, người đàn ông hay người phụ nữ đều phải có bi trí dũng thì nó mới là một cuộc sống hạnh phúc. Còn bi không mà có trí có dũng cũng không có hạnh phúc. Cả ba nó phải đi đồng với nhau, thấp hay là cao thôi.